Sao? Sao bạn có chuyện gì dưới lớp của chúng tôi? Ai ăn hiếp Hùng em anh? Tôi. Ai? Bây giờ anh hỏi. Ai ăn hiếp em? Nào hiếp bạn hết đâu? Hết cả lớp luôn hả? Này này đúng không? Không? Này này. Mày tìm một đứa thôi, mày tìm hết cả đám xem nó đánh lại Hùng á. Sao sao lại ăn hiếp Hùng? Nó sao vậy? Nó hay bắt túi ra sao nó. Vậy? Sao vậy? Sao hiếp tay vậy? Trong túi em cái gì mà mày nó móc vậy? Ủa? Sao mình khùng quá bây giờ phải ra bộ vậy rồi. Hàng này luôn á hả? Không có gì hả? Tôi vinh phê bạn mà. Cái gì đi? Bà. Bà ơi, sao lại bị mù màu? Không, không. Ủa bạn, sao bạn lườm em gái tôi à? Đâu có lườm đâu. Không, không. Bị, anh ơi, nó bị mù màu, đeo kính này mù màu. Em gái tôi nói là bạn lườm em gái tôi. Mù à? Ôi, hay nhờ. Nhớ nhờ. Đau quá vậy? Nhớ nhớ. Nãy nó bị gì vậy ta? Nãy bị gì á, kiểu cái giật sao á. Thôi thôi, kệ đi. Ê, tài nắng, bạn Thủy Triều Dân, mời bạn lên đây. Lên đây với mình nè. Bạn để cặp ở dưới đi. Ngồi cười xì xì mình là thấy ghét. Để cặp ở dưới đi. Xài kem nền đẹp hơn mình nữa. Ừ. Mình nữa. Ôi. Ôi. Ôi gì vậy? Ôi. Ôi gì vậy? Ôi. Ê. Ôi. Ôi. Có thằng nào? Ôi. Có thằng nào? Ôi. Ôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bạn cái đồ đây. Ôi. Ôi. Ai đây? Ôi. Ôi. Ai đây? Gang. Gangster tới kìa. Trời ơi, tôi thấy mang đôi dép là tôi biết rồi. Anh kìa, tôi thấy mang đôi dép nè. Này, thằng nào ăn hiếp em tao? Tao. Anh hiếp đâu? Tao đi đâu? Biết cái gì không? Cái gì vậy? À, thằng nào chồng em anh nói em nghe luôn nè. Ai hiếp em? U chào. Sao? Từ ngày em đến rồi đi sao? Cô đi ơi, mình nên múc nó. Múc nó ra. Chuẩn bị sẵn cái muỗng rồi. Đây. Tôi hút bạn luôn nè bạn. Anh múc nó xong em hút nó liền. Ừ, hút cái luôn. Nào. Để anh lớn giải quyết. Ok. Sao? Sao bạn có chuyện gì dưới lớp của chúng tôi? Ai ăn hiếp Hùng em anh? Tôi. Tại sao? Nó bị gì? Tôi thích là tôi ăn hiếp. Sao thích là ăn hiếp được? Đừng có đi, thích là sao cậu như nào? Hả? Nào? Làm sao? Đúng chứ làm cha. Đúng chứ làm cha. Thôi, 16 Hải Phòng xin chào anh em nhá. Làm sao mày biết xin chào anh em nhá. 53 Sài Gòn không có chào. Cái này cái gì đây? Cái này cái gì? Ai? Bây giờ anh hỏi. Ai ăn hiếp em? Nào hiếp bạn đâu? Hết cả lớp luôn hả? Này này đúng không? Này này. Mày tìm một đứa thôi, mày tìm hết cả đám xem nó đánh lại Hùng á. Anh dọn lại đây, anh dọn lại đây. Mình biết thành bắt lé không? Hả? Anh dọn bước lại đây. Lại nè, tao đang đi nè, mày dọn mày đứng lại. Anh đứng im đó cho tôi. Đứng im không có được. Anh dọn bước lại đây. Đứng im không được, mày đứng lại. Anh đừng có né. Anh đừng có né, anh dọn bước lại đây. Tại sao anh hiếp Hùng hả? Anh. Hả? Nhưng mà mình mặc cáo phải che lại không ạ? Sao? Sao lại ăn hiếp Hùng? Nó sao vậy? Nó hay bắt túi ra. Sao vậy? Sao hiếp tay vậy? Trong túi em cái gì mà mày nó móc vậy? Ủa? Sao mình khùng quá bây giờ phải ra bộ vậy rồi. Hàng này luôn á hả? Không có gì hả? Tôi vinh phê bạn mà. Cái gì đi? Bạn à. Đồ ăn là sáng là bố mẹ em đem rất là nhiều. À. Mì tôm. Rồi. Bánh phun tôm mất thứ mà bây giờ anh thấy không có một cái gì hết. Cái chai nước mà nó không tha nữa nè. Chai nước mà không tha nó lột nhãn của nhà tài trợ luôn hả? Đó. Nhà tài trợ nào? Em bạn thân này nha anh. Mới mua kem nền cho nó mà. Da chân bóc thấy không? Không anh. Hai thằng anh đánh lại cho hết cả lớp anh chịu á nha. Thì mấy đứa thôi. Mấy đứa hả? Mấy đứa. Nó chạy xe thô hết rồi. Chạy xe ôm hết rồi. Hết ra mày là ông xe ôm mà kia mấy ông nội ơi, chạy thuê vô. Nhưng mà anh trong lớp có một thằng rất láo. Ai nữa? Con chủ tịch. Con chủ tịch đây. Sao Doraemon ở đây nói chuyện với lại cha En? Ô cha En gì đẹp trai vậy? Cha En phiên bản ốm. Sao Doraemon nói đi, bạn muốn gì? Chẳng muốn gì. Tôi thấy là bạn hơi láo nháo rồi, bạn vô lớp tôi là bạn chưa chào hỏi ai đó. Tại sao ăn hiếp em của mình? Tại vì tụi tôi thích. Ô. Thích là ăn hiếp à? Đúng rồi. Bạn sắp bạn mưa này, bạn mưa này, bạn sắm chớp hoài. Nhanh đi bạn. Bạn đấm demo nó cái. Không phải. Mình đang ngứa tay. Nè ba đi bạn ơi, vô đi. Nhanh lên, nãy giờ mình chờ lâu quá nè. Sao?
Đây, tới đây. Vậy sao nè, mình tới đây nè. Mình tới đây. À, đi một cách rất là bình tĩnh. Rồi, đứng im đó, xoay mặt đó. Xoay mặt đó. Rồi, ok. Rồi, đi tới đây. Ok chưa? Quay lại, quay đây. Rồi, quay lại, quay đây. Tính nhiều luôn. Đại ca, đại ca, đuổi ra đi. Quá mệt rồi, nhanh lên đại ca. Cái gì đại ca, nó không phải đại ca đại đâu. Đuổi ra đi, quá mệt rồi. Nó là đồ tồi á. Trời ông này gian thồi dởm á ơi. Lấy miếng chút 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 quà biếu, em có chút quà biếu. Quà biếu hả? Đi giúp em rồi, để tụi em còn. Rồi không được mấy quà biếu. Quà biếu rồi, rồi. Nè 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 nè, ra đây, ra đây. Trời ơi mà sao em trong. Em thay mặt thằng Hùng trả cho anh 5,000. Rồi xong hết cắt da nha. Rồi 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 rồi, bye bye. Có phong bì không? Cảm ơn, cảm ơn. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn, cảm ơn. Rất vui, rất vui. Không. Học học xong rồi gọi anh chở về nha. Ok. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nha. Dạ cảm ơn. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Đóng cửa, đóng cửa. Má dặn đưa cho em nè. Ồ. Cảm ơn nha. Ôi, lận như trong lưng quần. Có chữ cao á. Tôi quất gì rồi á. Cái gì? Thiệt. Đóng cửa. Cực kính. Ủa? Xem xíu. Mình lấy son ra mình bôi luôn rồi. Trời ơi. Quất luôn á. Đánh miếng son cho đỡ sợ rồi. Rồi, về cửa được không? Ủa nhưng mà mọi người mình phải ngồi bàn cuối thế hả? Đây đi, nhường đi, nhường đi. Phải nhường cái ghế đẹp giá nhất lớp cho bạn ngồi. Thật hả? Thật. Bạn ngồi đó đi bạn. Được hả? Ok ok, và luôn. Bạn bánh cận á. Ok rồi, ok ok. Em đây, bố tay anh em ơi. Chào bạn. Chào bạn. Ừ. Bạn bắt mình nhẹ thôi đâu á. Ok bạn. Được không ạ? Không được ạ. Bạn đi lên đi, anh lên này luôn. Được, 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 được. Ủa anh nói gì rồi? Không, nói gì hết. Bạn ngồi đi. Không, ý là ý. Đây đây đây. Bà ơi, sao lại bị mù màu? Không, không, không. Ủa bạn sao bạn lườm em gái tôi à? Không có lườm đâu. Không biết anh ơi, nó bị mù màu, đeo kính này mù màu. Em gái tôi nói là mặt lườm em gái tôi. Mù à? Ôi, hay nhờ. Bạn cứ kênh kênh với mình á. Bạn cứ thái độ. Không phải đâu bạn ơi, tại vì cái cổ bạn bị tật á. Ôi vậy hả? Nó bị tật đó, bạn tật từ nhỏ đó. Cái cổ bạn bị tật á cho nên là kiểu nó bị. Oh no. Trời ơi, nói tới khúc này là tự nhiên tha đấy. Ủa, bạn lên ghế đầu ngồi đi. Đó là ghế đẹp gái nhất lớp á bạn. Tại vì bạn nãy bạn nói là bạn hát là đớp tính của em chưa, thì mình cầm thính của bạn nè. À là quăng miếng á hả? À, thế bạn à là nhưng mà làm bị tưởng là mình muốn đấm bạn. À. Xin lỗi mà đã làm bạn hiểu lầm.